Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Tonya Channel. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với một nhân vật của chuyện chưa kể. Thì dĩ nhiên là vì chưa kể cho nên là chúng ta cũng sẽ không biết được rằng là bạn ấy sẽ chia sẻ câu chuyện gì vào ngày hôm nay. Nhưng mà mình tin rằng là mọi người đã biết bạn này rất là nhiều rồi, với sự vui nhộn, với sự độc đáo trong tính cách. Xin mời các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay với Củ Tỏi. Chào em. Dạ, hello chị. Hello mọi người, mình là Củ Tỏi, mình là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đầu tiên chị muốn hỏi em là vì sao em quyết định kể khi cái câu chuyện này nó là cái câu chuyện có thể là em chưa kể ở đâu cả, hoặc thậm chí đã từng có nói nhưng mà mình nói chưa có nhiều, chưa có sâu. Thế thì cái gì vào thời điểm này mình nghĩ ra mình kể cũng không vấn đề gì cả và nó cũng rất là cần thiết? Em nghĩ là lúc trước thì mình chỉ làm những nội dung vui vẻ như là nhạc chế hay là đóng hài gì đó. Thì lúc đó thì vô tri á. Mình hơi vô tri và mình chỉ làm những cái mọi người vui là được. Nhưng mà năm nay em 29 tuổi. Cái giai đoạn mà 25 tuổi á thì em cảm thấy nó bị một nửa giữa trẻ với lại trưởng thành á. Và mình cảm thấy mình bắt đầu mình ức chế hơn về những câu chuyện trong cuộc sống này. Và mình bắt đầu mình cảm thấy là mình hiểu. Chị tin là mọi câu chuyện trên đời này nó đều xứng đáng để được mọi người nghe. Vậy thì cái chuyện gì của bản thân mình mà em nhìn lại và em thấy nó không vui là một, mình đối diện với nó một lần đi là hai, thì nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến gia đình, nó liên quan đến công việc, nó liên quan đến cái chuyện thuộc về bản thân mình, hay là nó liên quan đến tình yêu? Chuyện ngày hôm nay mình định bày biện ra. Em nghĩ tình yêu thì nó không có gì nhiều. Nếu em kể thì chắc 3 giây là hết. Nhưng mà chuyện gia đình thì chắc là sẽ kể tới ngày mai cũng chưa hết. Tại vì chuyện gia đình em cũng hơi phức tạp. Vấn đề đầu tiên về gia đình em á, thì em nghĩ vấn đề là từ nhà ngoại. Thì sau khi mà ông ngoại em qua đời á, và bà ngoại bắt đầu cờ bạc. Đầu nhà ngoại đông người không? Dạ, chắc cũng 12 người con. Mẹ em là thứ 10, gọi là bà 10. Bà 10. Dạ, ngoại cờ bạc thì bán hết ruộng vườn. Những đứa con thì bắt đầu sẽ phải mưu sinh. Dạ, thì sẽ thì trong đó có mẹ em thì lấy chồng và lên thành phố. Trước khi mẹ lấy chồng là đã bắt đầu gia đình là bắt đầu rồi. Dạ đúng rồi. Em nghe mẹ em nói là ngoại em đôi khi là bắt mẹ em phải làm gái rồi để mà có tiền hoặc là đi ăn cắp. Ngay từ khi mẹ chưa có chồng. Dạ đúng rồi, cho nên mẹ mới cố gắng ưng lại một ông nào đó lái xe, ba em làm tài xế để vậy. Mình có một cái danh phận ổn định để không phải làm những cái điều bà ngoại yêu cầu. Dạ, để thoát khỏi Bến Tre. Và thế là mẹ lấy chồng. Dạ đúng rồi. Vậy thì thực sự có thoát được không? Sợ là không thoát được. Tại vì khi mà mẹ em ly dị á, mẹ em bị ba em kiểu như coi thường á. Tại vì mẹ em dưới quê á, ba em thì là trên thành phố. Cho nên cũng có một lần ba em đạp mẹ em lăn xuống cầu thang. Có nghĩa là những tưởng là mẹ có một cái tấm chồng để mẹ có thể được yên ổn hơn và không phải đối diện với những cái lối sống mà nó đang rất là sai trái từ người mẹ, tức là ngoại của em yêu cầu, thì lại bước vào một cái cuộc hôn nhân cũng không có hạnh phúc. Nên mẹ lại phải tiếp tục thoát khỏi gia đình chồng một lần nữa. Tức là ly hôn. Dạ đúng rồi, lúc đó em 3 tuổi. Ly hôn thì em ở với mẹ. Sau đó thì ngoại em tán gia bại sản thì bắt đầu lên thành phố để tìm người nuôi mình. Thì lúc đó ngoại đã vào nhà em và dắt thêm một người cậu nữa. Người cậu đó thì là cậu 7. Cậu thì bị tâm thần. Có nghĩa là ngay vừa bước ra khỏi một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì mẹ em lại phải tiếp nhận lại cái mối quan hệ với mẹ ruột của mình cùng với một người anh tâm thần, tức là vẫn tiếp tục có một cái gánh nặng. Dạ đúng rồi. Thế thì cái gia đình lúc này sẽ là bao gồm mẹ nè, em nè, ngoại nè, cậu nè. Lúc đó mẹ mưu sinh bằng cách nào? Mẹ sống bằng cách nào? Mẹ em thì gọi là copy mô hình kinh doanh của gia đình bên nội. Mà bán giấy báo. Thu mua những cái giấy báo về rồi giấy báo đó có thể bán cho những vựa trái cây. Tại vì Việt Nam là đất nước mà kiểu nông sản nó nhiều hả? Cúng kiến vào những tháng 7 á. Thì người ta sẽ cần rất là nhiều giấy mà người ta gói lại, người ta dâng lên đó. Mẹ đi mua giấy vụn. Dạ, và ngồi sắp theo những tờ giấy to và những tờ giấy nhỏ. Nhưng mà mẹ thì làm từ sáng cho đến tối. Còn ở trên lầu á thì cậu em bị tâm thần thì chỉ ngồi TV thôi. Ngoại thì ngủ khò khò. Còn em thì một mình thì em chỉ có, nếu mà có gì để chơi thì chơi, còn không có thì bấm máy tính. Mẹ em thường hay phải đánh nhau với cậu, tại cậu em tâm thần mà, ông quậy á. Ông sẽ dùng cái ca, ông đập nữa, ông không vừa ý gì đó. Nói chung là nguyên một ngày, ngày nào cũng nghe chửi. Giai đoạn
tiểu học á. Ngoài em còn có ba kế nữa, cũng không có cưới hỏi gì đâu, chỉ là vào nhà rồi ở thôi, nhà không có đàn ông á, cho nên cũng cần một người đàn ông phụ. Nhưng mà ba kế em lại hơi nhậu nhẹt á. Mối quan hệ giữa mẹ với ba kế sau đó có hạnh phúc không? Có lúc thì vui vẻ, có lúc thì cãi nhau, nhưng mà nhìn chung thì cãi nhau là nhiều. Với lại ba kế em kiểu như là đi chở hàng á, rồi đi thu tiền rồi lấy tiền đó mất tiêu luôn. Đi nhậu. Chứ cuối cùng thì mẹ lại có thêm một người đàn ông chỉ để có thêm người đàn ông thôi, chứ cái sự đỡ đần tính ra nó cũng không nhiều. Dạ đúng rồi. Vậy thì mối quan hệ giữa em với ba kế nó ổn không? Em không gọi là ba, em gọi là ông. Ông tỷ, ông ấy rất là vui hài. Rất là tỉnh táo nha. Còn không tỉnh là tự nhiên cái đập đồ đá tủ. Là cũng như tâm thần luôn. Ông đó thì lại không có làm gì với em, không có đánh mẹ, nhưng mà thường hay cãi lộn. Thường thì em sẽ bên ông tỷ, tại vì mẹ lúc nào cũng kiểu chửi hết người này tới người nọ trong gia đình, cho nên mẹ giống như dễ ác. Thế thì khi mà nó trôi qua như vậy, thì cái lần mà em cảm thấy là mình đã từng rất ức chế, mình cảm thấy quá mệt, quá bực với cái gia đình này, thì cái lần mà em nhớ là em có phản ứng lại với cái bối cảnh sống đó. Em nhận cái tính cách này không phải là cái kiểu sẽ bùng nổ chống cự lại á. Dạ. Thường thì nếu mà những lúc mà cãi lộn vậy á, thì em sẽ đeo tai nghe vào và nghe max volume để em từ chối hết những cái âm thanh bên ngoài. Dạ đúng rồi, em hướng nội kiểu vậy á. Nhưng mà nhờ vậy suốt nhiều năm á, em tương tác với máy tính nhiều quá, cho nên em trở thành nhà sáng tạo nội dung. Khi mà mình trưởng thành trong một cái hoàn cảnh như vậy á, Tỏi, em cảm thấy bản thân của mình nó có những cái điều gì mà nó bị ảnh hưởng bởi cái điều đó? Thứ nhất là em nhận em không phải là người nói nhiều, em không có hoạt ngôn, em không thể nào làm MC được. Đó là bởi vì em bị đàn áp bởi mẹ. Mẹ thường hay nói chuyện một mình, tức là mẹ muốn chia sẻ, nhưng mà em lại không nói chuyện lại á. Thành ra mẹ sẽ nói hoài, còn em không thể nào em nói được, cho nên em thường sẽ im lặng. Cái thành ra mình cứ im lặng và như vậy riết mình không có hoạt ngôn lại được với mọi người, không có bắt chuyện được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em hay suy nghĩ tiêu cực. Thật ra tiêu cực từ cái lúc mà về vấn đề em cảm thấy mình nghèo, thì gia đình em phức tạp, mẹ em lại tự cô lập á. Lẽ ra nếu mà mẹ em vẫn chịu kết nối với bên nội á, với ba em á, thì có lẽ là mọi chuyện sẽ đỡ hơn một tí. Tại dù sao gia đình ba vẫn sống ở thành phố, vẫn sẽ có thể chăm sóc qua lại được. Nhưng mà mẹ em thì lại không muốn vậy, muốn là cắt đứt luôn. Chính vì vậy cho nên cần cái gì là phải thuê, cần cái gì phải tìm người. Cái hình ra rất là nghèo. Cái thứ hai là em bị tự ti về mặt ngoại hình đó. Có thể là do em cứ nghĩ là mình không được chăm sóc tốt á, cho nên về mặt chiều cao và thể trạng nó không được tốt á. Chiều cao đàn ông trung bình của Việt Nam là khoảng 1m6 đi. Em chỉ có 1m58 thôi. Rồi cân nặng em chỉ có 42kg, mà nó duy trì như vậy suốt từ nhỏ cho tới lớn á, cho từ lớp 7 cho tới bây giờ á. Em cảm thấy là mình rất khó tìm người yêu. Mình không tự tin được với cái ngoại hình của mình. Dạ, và mình không có chỗ dựa về bên ngoài, về mặt tình yêu á. Khiến cho em cảm thấy muốn đổ thừa. Đổ thừa. Nó tạo ra một con người tiêu cực. Dạ đúng rồi, lúc nào nhìn vào gương mình cũng thấy cái này là do gia đình. Thế là tiêu cực rồi, là tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Thì tại vì mình có điều kiện nghĩ ra cái suy nghĩ như vậy á. Mình nó trở thành con người mình luôn. Có khoảng thời gian em nổi tiếng là nhờ em làm content. Nhưng mà sau đó thì em có người yêu và người yêu lại bỏ em để mà theo một cái người đàn ông khác ok hơn, có môi trường sống tốt hơn. Mình không đạt chuẩn của bạn gái để mà đi lâu dài. Ví dụ mình nói là anh sẽ cưới em đi, thì mà bị khùng á. Ý là không được á. Ý là nổi tiếng thì ok, thì có thể chúng ta có thể đi cùng nhau đi uống cà phê sau đó rồi dẫn đi sự kiện, ok được, nhưng cưới hả? Nhưng mà cam kết một cái mối quan hệ chắc chắn thì họ không sẵn sàng. Họ mà qua nhà em là họ sẽ không chịu, quá chật, quá nhỏ và quá phức tạp về mối quan hệ, cũng không nhờ vả được ai, không có mối quan hệ gì. Có khi nào trong cuộc sống có những cái quyết định của riêng em, hoặc là em cảm nhận là có một giai đoạn nào đó mà chính bản thân em cũng muốn buông trôi luôn cuộc đời của em, vì em cho rằng là với cái bối cảnh sống như vậy, với gia đình mình như vậy, thì thực ra cái việc mình có thành một đứa trẻ hư hay là gì gì đó cũng bình thường, chẳng có vấn đề gì. Đúng rồi, em suy nghĩ vậy mà. Em cảm thấy nếu mà em mà có ăn chơi hút chích hay gì đó thì em thấy cũng có sao đâu. Ý là đầu tiên mình thấy đâu có sao cái đã.
là mình thấy nó là mình chuẩn bị làm rồi đó. Thấy không có sao, là mình chuẩn bị làm tới nơi rồi đó. Dạ, cũng định sẽ làm. Mà cái lần đầu tiên mình định làm năm đó khoảng bao nhiêu tuổi? Hút chích thì không đến nổi đâu, nhưng mà ý là cũng em nghĩ tới việc là mình sẽ không muốn lao động nữa, khoảng 25 tuổi. Cũng mới đây thôi. À, dạ đúng rồi. Thế còn thời dậy thì của mình thì sao? Năm mình lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì thời đó sẽ là một củ tỏi như thế nào? Trong cái bối cảnh gia đình mà hình như là không có kết nối được nhau cái gì hết trơn trời. À, lúc đó em vô tri lắm. Lúc đó ví dụ mà cậu em đánh mẹ em chảy máu đầu á. Anh lớp 7 em đi về và em thấy chảy máu đầu. Mẹ chảy máu hả? Ừ. Ok. Nhưng mà mình bấm máy tính tiếp thế thôi. Không có một cái sự xúc động nào với những cái vấn đề trong gia đình. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ mình cũng phải gọi là bảo vệ mẹ mình chứ. Mẹ mình mà. Nhưng không làm được. Nó không đủ mạnh á. Mình cảm thấy nhưng mà cuộc sống mình như vậy cũng là do tại vì mình sinh ra mà. Không biết đó, nhiều khi em nghĩ nếu em là ở Mỹ, nhiều khi em là cái đứa mà kiện mẹ mình á. Tại sao bà lại sinh tôi ra? Là mình cảm thấy mình bất hiếu. Nhưng mà nó... Mình thấy hợp lý khi mình bất hiếu. Kiểu vậy á, mình lại thấy kỳ lạ là mình lại thấy mình hợp lý cái điều đó. Nên rất có thể là em sẽ là một cái mầm mống xấu của xã hội nếu mà cứ đà này. Vậy thì bây giờ củ tỏi của năm 29 tuổi mình có lý giải được vì sao không? Lý giải được vì sao mình đã từng như vậy, mình có cái cảm xúc như vậy không? Hay là mình cũng chỉ, nói chung là em biết em vậy á, nhưng mà đến thời điểm này em vẫn chưa có câu trả lời. Cũng hơi tìm hiểu vậy, em thấy hình như là mình bị bệnh về thần kinh á. Hay là trầm cảm gì đó không biết, nhưng ý là phải gọi là bệnh hay không, tại em không so sánh được với ai á. Em không biết mọi người như thế nào, mọi người có như mình hay không. Dù có chuyện gì là thường là mẹ em sẽ phải nhờ em hết á. Điện nước hay gì đó, làm gì đâu có ba hay gì đâu. Còn không là phải kiếm ông thợ điện về trả tiền cho ông. Còn em thấy gia đình của bạn bè em có chuyện gì là gọi chú, gọi cậu. Gọi là ba hoặc là... Cái qua cậu ấy, đây tao chỉ này nè. Bình tiên có cái sự tương tác. Còn điện mà hư ở nhà là mày phải sửa. Rồi em thường là em kể luôn. Chị hỏi thiệt, em có mong muốn là tương lai sau này của em, ví dụ như em có gia đình ha, em có một quãng đời phía sau nữa mà năm nay em mới có 29 tuổi à, thì em có mong muốn rằng là khi mình trở thành một người chồng hoặc là mình trở thành một người cha trong tương lai thì nó sẽ phải là một thế hệ khác không? Những cái trải nghiệm trong quá khứ tôi không bao giờ muốn lặp lại trong cái gia đình riêng tư của tôi sau này. Cũng tùy khoảnh khắc á, nếu mà em ở nhà em đang ngồi máy tính thì em hoàn toàn không nghĩ tới điều đó. Em nói với mẹ là em sẽ không lấy vợ. Thì em cảm thấy em không muốn làm con người nữa. Em cũng không muốn có một cái sinh linh khác cũng kiểu giống như vậy nữa. Và cảm thấy mình làm phiền cho một cái thế hệ tiếp theo á, làm phiền họ. Em không có rung cảm với cái việc bảo vệ mẹ quá quyết liệt. Em không cảm thấy rằng là mình sẽ phải có một cái gia đình nó yêu thương và em thực hiện những hành vi yêu thương với ngoại, với cậu, với mẹ. Và em cảm thấy mình vô tri đó. Cái dùng cái từ của em nãy giờ rất là nhiều là em cảm thấy em vô tri với mọi chuyện. Thì rõ ràng là nếu như xét về hành vi là em bất thường. Nhưng cái bất thường của em là một cái bất thường bình thường. Em hiểu ý chị không? Em cũng cảm thấy mình bình thường do cái môi trường như vậy. Đúng. Tại vì nếu như bây giờ á mà em một củ tỏi mà 3 tuổi là mẹ ly hôn, rồi mẹ phải gánh vác thêm một người anh có bệnh tâm thần, rồi mẹ của em thì quần quật lao động và phải bươn chải, phải gánh vác, cho nên tạo ra một người phụ nữ ồn ào, dữ dằn, bực bội và gần như là hoài nghi cuộc đời này, để tôi từ chối mọi cái sự kết nối, tôi không cần chồng cũ, tôi không cần ai hết. Mà em trở thành một đứa trẻ ngoan, em trở thành một đứa trẻ rung cảm với tình mẹ, em trở thành một cái đứa trẻ mà coi như quấn quýt với những người thân trong gia đình, và em trở thành một cái đứa trẻ mà biết gánh vác rồi luôn chủ động để yêu thương, thì em kỳ quá. Thấy nó hơi vô lý. Đúng, nó sẽ rất vô lý. Trong khi cái đứa trẻ mà chị vừa mới mô tả đó là cái đứa trẻ mà theo mọi người nghĩ là nó bình thường đó. Là cái đứa trẻ nó như vậy nó mới là một cái con người bình thường, nó phải tích cực như vậy nó mới bình thường, đúng không? Nhưng cái đứa trẻ bình thường đó nó không thể nào là kết quả của một cái gia đình bất thường như vậy được. Cho nên là cái đứa trẻ là củ tỏi này nè, là cái đứa trẻ bình thường trong cái diễn biến của gia đình này. Nhưng mà cái hành vi và cái suy nghĩ, cái biểu cảm, cái chia sẻ của em nãy giờ mà mọi người nghe, mọi người sẽ thấy cho thằng quỷ này nó bất thường vậy. Thằng quỷ này tại sao mẹ nó bị thương mà nó cảm thấy mẹ bị đánh hả, hết chuyện, ủa kỳ vậy. Tại sao mẹ ngồi nói chuyện với mình quá trời mà mình ok ngồi im re, hoặc thậm chí là đeo luôn cái tai phone vô rồi level mắt âm lượng để mẹ cứ nói cho đã đời mẹ đi, nhưng mà thực ra có nghe gì đâu. Rồi sau đó con không muốn trả lời luôn, ủa sao con cái ngộ vậy, tức là mọi người đang cảm thấy có thằng kỳ vậy, hoặc là em cảm thấy là em không muốn lao động nữa. Em cũng thấy là mọi sự thất bại của em trong cuộc đời này là do gia đình này cho tôi, là một cái đứa trẻ rất là đổ thừa, thì cái đứa trẻ này nó bất thường.
Nhưng cái đứa trẻ bất thường này là một kết quả bình thường của một cái diễn biến sống như vậy. Bởi vì chính cái tương tác của mọi người dành cho em, nó làm cho em không thể nào hình thành cái sự gắn bó được. Cái sự gắn bó tích cực nó phải có dựa trên cái cảm giác an toàn đầu tiên. Có khi nào em muốn chửi cuộc đời này không? Em nguyền rủa mỗi ngày. Mỗi ngày luôn. Khi em nguyền rủa thì cái đối tượng mà em nguyền rủa là ai? Ví dụ người ta chửi một ai đó đi, ví dụ Chí Phèo đi. Hồi xưa Chí Phèo chửi thì cũng phải chửi cả làng Vũ Đại, mặc dù không chửi ai cả nhưng cũng phải chửi cái làng đó. Còn khi mà mình em nguyền rủa mỗi ngày, em oán trách mỗi ngày thì em oán trách ai ta? Gần nhất có vẻ như là mẹ, nhưng mà thường không phải là oán trách mẹ theo kiểu tại thế này thế kia, mà mình thường oán trách mẹ bị outdated á. Outdated tức là kiểu không có bắt kịp với thời đại á. Không phải là kiểu người làm việc thông minh á, mà là người làm việc chăm chỉ, đổi sức khỏe để lấy tiền. Và càng ngày càng yếu đi, và cứ mỗi lần yếu đi như vậy là lại than và làm bèm rất là nhiều, nói hoài. Nói chung em thường rất là mệt, cho nên em thường oán trách mẹ là nhiều. Oán trách mẹ là vì mẹ không biết sống. Kiểu như vậy. Người kế tiếp. Và người yêu cũ, họ rời bỏ em để tìm một cái người tốt hơn. Tốt hơn về tài chính. Tốt hơn về thể trạng. Tại ông đó rất là cao, to, bự con. Em nghĩ là vô một cái tình thế kỳ cục. Hôm mà tốt nghiệp của họ đó, thì họ mời em tới và để mà dự lễ tốt nghiệp. Em nghĩ là họ quý em, cho nên họ mới muốn mời em đến. Đúng rồi, bởi vì đó là một dịp trọng đại của người ta mà. Dạ, thì bữa đó có mẹ của bạn đó, rồi có một đối thủ em cầm bông chụp. Rồi sau đó thì đi ăn ở quán đó, thì cũng ngồi, bắt đầu ngồi là sẽ một cái bàn hình vuông đúng không? Thì em sẽ ngồi đây và mẹ bạn đó ngồi bên đây, và người đàn ông của mẹ bạn đó ngồi bên đây, bạn gái em ngồi bên đây, và người con trai là ngồi bên đây đó. Thì người con trai là rờ đùa bạn gái. Phản ứng của bạn gái em thì lúc đầu là cũng lấy tay lấy ra, nhưng mà sau đó thì cho luôn. Nhưng mà lúc đó em cảm giác bị căng thẳng thần kinh đó. Chỉ là cái tình thế lúc đó là thật sự là mình không hiểu. Nếu vậy thì đừng mời tôi tới. Mời tôi tới làm gì? Lúc đó thì mình lại nghĩ là chắc là do gia đình. Thế sau ngày hôm đó thì sao? Sau ngày hôm đó thì em với bạn gái em có gặp nhau nữa không? Không nói chuyện nữa. Cũng unfriend. Có nói lời chia tay không? Hay như vậy rồi im thôi? Không biết là có quen nhau hay không chưa nữa, em cũng không rõ. Nó quá là mập mờ đi. Chị, dĩ nhiên là mình sẽ không bênh vực ai. Đầu tiên thì vẫn phải nói rằng là chắc chắn cái cảm xúc của em là một cái cảm xúc có thật rồi. Cái sự hoang mang, cái sự khó hiểu, cái sự bực dọc trong em là một cái điều hợp lý trong cái hoàn cảnh đó, bởi vì giữa em với bạn ấy đã có những cái trải nghiệm với nhau. Nhưng có thể cái điều bất thường nó nằm ở chỗ là bởi vì em đã không có gọi là một cái chính danh nào cho bạn gái em. Ví dụ giống như hồi nãy em kể thì không biết có nằm trên cuộc tình này hay không. Ok, đi chơi được, gặp nhau được, hẹn hò được, nhưng cưới thì là một câu chuyện không tưởng. Và khi em bộc lộ thái độ đó với một người con gái á, có thể người ta cũng tự đó người ta hiểu rằng ôi vậy thì cuộc tình này chơi cho vui thôi, nó không thể là một cái mối quan hệ mang tính chính thức được. Từ đó người ta không có ý vung bồi. Nhưng mà còn vui được thì cứ vui. Và chắc chắn là em cũng phải có một cái gì đó đặc biệt với họ. Thì trong cái ngày trọng đại đó họ mới rủ em tới. Nhưng có thể là vì cái cách mà em yêu người ta, người ta lại hiểu theo cái kiểu như là em đồng thuận với cái việc là người ta có quyền quen một người khác với sự chắc chắn hơn, với một cái tương lai rõ ràng hơn. Còn em là theo kiểu như là quen được thì còn quen vậy thôi. Em có nghĩ vậy không? Đó, em lại nghĩ là do gia đình. Ý là mình lại một lần nữa mình lại đổ thừa cho cái chuyện đó. Tại vì từ nhỏ lớn mình không bao giờ thấy mà nam nữ yêu nhau, toàn là cãi nhau thôi. Thậm chí là mẹ phải còn phải sống với một người mà mình không biết ông này là ai. Nó không có để mà mình copy mô hình á, kiểu vậy á. Rồi lại một lần nữa mình lại đổ thừa là do gia đình. Em dùng từ rất là hay, đó là việc copy mô hình. Đó là lý do mà nếu như mà em muốn tạo ra một cái tương lai, gọi là một thế hệ kế tiếp giống như hồi nãy mình nói á, mà nó khỏe mạnh hơn, thì thực ra em phải là người đi xây cái mô hình đó. Cái mô hình mà em muốn yêu một người khác cho nó đúng, đáng lý ra là em phải được làm mẫu. Thì cái mẫu đó nó không có trong nhà của em. Em có cảm giác như là mình là sản phẩm. Thật ra mẹ em lấy ba em để lên thành phố cũng không phải là tại vì yêu nhau. Em nghĩ là vậy thôi. Thì đó, cái định nghĩa về bản thân. Trong khi cái ký ức về sự ra đời của em, chị cũng không biết ai là người cung cấp cho em, nhưng mà nó đã lỡ tạo ra một cái suy nghĩ về bản thân của em. Em tự cho mình, giống như em vừa mới nói, mình là một cái bậc thang để mẹ mình từ đó mà đi qua một cái nơi khác. Mình được coi là một cái công cụ để mẹ mình được đổi đời, bởi vì mẹ mình đã cưới ba mình để thoát khỏi một cái hoàn cảnh nó quá tối tăm. Rồi trong cái quá trình mà em lớn lên thì em cũng không được cái tình cảm và cái sự tự hào như ở đây là con yêu của mẹ, hay là mẹ, nói chung là cái cảm nhận rằng mình là một cái giá trị thuộc về tình yêu thương, nó không có chất liệu. Em có cảm giác giống như mình đang xem phim á,
Chị có bao giờ chị xem phim nào phim rất là dở không? Thường là khán giả sẽ bỏ về đúng không? Cắt ngang bộ phim đi. Thì cuộc đời mình là một cuốn phim đi, ví dụ vậy. Cắt ngang phim nghĩa là nhảy cầu sao đó. Trước sau gì phim cũng dở thì thôi tôi chuyển qua phim khác. Nhưng mà mình vẫn ở lại với một thái độ không thể nào mà chịu nổi. Và cái cảm giác như địa ngục. Thế bây giờ em đã qua một phim khác chưa hay vẫn ở lại? Hiện giờ em đang cố gắng. Nó khác cái bộ phim ở chỗ là ít ra là mình còn có lựa chọn. Thì em đang cố gắng thay đổi lựa chọn, sửa chữa từ từ. Là ví dụ mẹ em nói em sẽ im lặng. Em sẽ rồi để mà mình làm xoay chuyển tích cực cái câu chuyện lúc đó. Cái thứ hai là người yêu thì em sẽ cố gắng không chọn những cô gái xinh đẹp nữa. Thì gió tầng nào gặp mây tầng đó kiểu vậy. Thì em nghĩ là mình nên tìm những cô gái không phải là tầng xinh đẹp mà là tầng khác. Cũng chưa biết là có thành công hay không, nhưng mà ý là mình muốn chọn lại. Chị thích cái ý mà em vừa mới nói là em đang sửa đổi dần dần. Đầu tiên là với mẹ thì giống như em nói, ok, chọn một cái phản ứng mà nó không căng thẳng, nó không đẩy xung đột lên cao. Để thôi tùy mẹ muốn làm sao mẹ vui mẹ làm, thì thôi mình tập trung vô chuyện của mình. Coi như là mình đã đóng là được một, gọi là một season đi. Nếu như phim nó có nhiều, gọi là nhiều mùa, nhiều tập, nhiều phần, thì coi như cái phần đó mình gói lại, thì mình phải đi sửa lỗi cho cái phần đó. Thì cái sửa lỗi đó không thể nào làm ngay lập tức. Thì như cái cách em đang làm thì chị nghĩ em cứ duy trì với mẹ. Nhưng mà cái điều quan trọng là với em. Tại vì bây giờ nếu như em muốn từ bỏ những cái suy nghĩ là theo kiểu như là em vẫn đổ thừa cho gia đình, em muốn từ bỏ cái suy nghĩ là mình không xứng đáng, thì thực ra em phải là cái người có những cái sự biến đổi. Và cái biến đổi đó đừng đi tìm một cô gái với tiêu chuẩn thấp hơn hoặc là tiêu chuẩn khác đi. Hồi nãy em cũng nói được cái câu mây tầng nào gặp gió tầng đó mà, đúng không? Vậy thì việc của em là set up mình thành một cái mây ở tầng khác, chứ không phải là mình cứ ở yên đó và mình đợi gió của cái tầng đó nó tới. Câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái trải nghiệm tuổi thơ không hề thấy. Thì âm thanh thì nó có vẻ bằng phẳng, bởi vì em không bao giờ nổi loạn, em không có ồn ào. Nhưng mà nó là một cái trải nghiệm thực sự rất tiêu cực với em. Quá tiêu cực vì mình không có được làm mẫu những cái hành vi cần thiết để mình được khỏe mạnh trong cái cuộc đời riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều cần một cái sự gắn kết khỏe mạnh với người khác thì bản thân chúng ta mới có thể khỏe mạnh. Và trong trường hợp giống như Tỏi chia sẻ, em chẳng có thấy mình có cái gì và mọi cái tội lỗi của đời mình là do người khác ban cho. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm một cái hoạt động nào đó để mình dần dần lấy lại cái giá trị đó, và mình chỉ sống cho mình. Mình tập trung vào vấn đề của mình, mình không có còn đẩy cái trách nhiệm nó qua cho người khác nữa. Cảm ơn em với câu chuyện ngày hôm nay. Và hy vọng là mai mốt sẽ gặp lại một Tỏi rất giàu, sở hữu một công ty giàu, và trong công ty đó có nhiều người đang làm giàu. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi Chuyện Chưa Kể. Với câu chuyện ngày hôm nay thì mình hy vọng là mọi người sẽ có thể nhận ra được một vài thông tin quan trọng trong cái vai trò của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi, mình chủ động mình nói đi chị. À, tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ, tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu, nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm cái gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm cái gì tặng bạn? Lúa mùa quả.
Muốn phụ quả hả? Rồi ừ, cho lên trên muốn phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Ừ. Hả? Rồi. Chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ chị, mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á. Thì không không hiểu nhau á. Thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi. Thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi, khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạng như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là gương của em là gương mặt nha, gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cao bắt cũng 1m7 rồi. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi, từ 36 đến 45 tuổi ít. Dạ cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Từ Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Rồi Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ ấy. Rồi cảm ơn chị. Nhất như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983.
đang công tác tại trường một trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhở? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi. Chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào, về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ, về tính cách của mình này. Mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm, mình biết người sống tốt nếu cái ưu điểm của mình là bạn bè đâu, bạn bè rất là thích do là rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình là như thế nào? Mình đã có gia đình, mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có một hai người đàn mà cũng lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình là có mình hai là do là cũng hợp với ông xã quản lý do là ông xã cũng khỏe quá thì có những cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên mình có nhà là nhà bên nhà mình về không có được, mỗi lần mà xin đi về rất là khó khăn. Mình thấy như vậy đó. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đó tốt thì dịu dàng hơn, lạnh như cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm. Vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? Mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình bạn thì bên đạo Phật cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và quê quán thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi ok ạ.
Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Giới thiệu về bản thân mình trước này, tên tuổi, mình sinh năm bao nhiêu, hiện tại nghề nghiệp hiện tại của mình là gì? Rồi mời bạn. Là em đúng không chị? Cho em thấy cũng có 4 người tham gia. Dạ chị ơi, bây giờ mình chủ động mình giới thiệu bản thân với bên em nha. Là mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, công việc gì vậy đó chị. Mình cứ chủ động nói nó tiếp với bên em nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, mình tên là đầy đủ là Phan Hải Em. Sinh năm 97, hiện đang sống ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do cụ thể là mảng nào? Dạ em làm bên hai lĩnh vực, một là đồ handmade, những sản xuất những cái phụ kiện như đồ buộc tóc với lại bông tai, còn cái thứ hai là em đang hỗ trợ gia đình là bạc buôn bán trái cây đó chị. Hiện tại là bạn đang ở Tiền Giang với gia đình luôn ạ? Bơi bơi mặc gì mày. Dạ đúng rồi chị. Rồi chia sẻ một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân đi, mình có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Điểm mạnh của em là khí tốt, với lại em từng là MC với lại là dẫn các chương trình của đoàn viên của trường đại học á chị, và có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điểm yếu của em là rất là kiểu như là khi mà dễ mau chán á chị. Mau chán là sao? Rồi MC là phải chủ động nói được nha, không để tập hỏi nha, tự nói với bản thân này. Lâu quá không có thực hành. Thì máu chán ở đây có thể nói như thế này là, như là em thì thích, chính vì sự thích nghi tốt cho nên là lúc nào em cũng muốn có một cái môi trường nó năng động, nó náo nhiệt hết. Nếu như mà cái môi trường cộng đồng đó nó cứ êm hoặc là nó không có cái sự thay đổi gì đó trong một ngày á, thì về lâu về dài em không có hứng thú với lại cái môi trường đó nữa. Cái thứ hai là cái nhiệt huyết của em sẽ giảm dần theo thời gian nếu như không có sự thay đổi, có cái thử thách gì đó. Mau chán thì nên là xinh xắn rồi là cũng hoạt ngôn rồi công việc cũng ok, nhưng mà không có người yêu là do mau chán à? Không có người yêu là do cái môi trường của em là gặp các bạn khách hàng quen là qua online. Cái thứ hai là do hoạt động chính của em là ở chợ truyền thống á, cho nên là những cái đối tượng mà em đã từng gặp gỡ và trao đổi thì thường là họ là những người buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái mà em đang hướng tới là một cái hình thức kinh doanh nó hiện đại hơn, và những cái người đó thì khi mà em trao đổi trực tiếp với họ thì họ lại phản bác rất là mạnh, bởi vì họ không có nhìn thấy được cái tiềm năng của online. Do xuất thân của em là em mới về quê khoảng 2 năm nay thôi, thì em cũng tìm hiểu và hẹn hò nhưng mà vẫn chưa tìm được người có chung chí hướng với mình. Bạn độc thân được bao lâu rồi, kể về cái tình trường của mình được đâu? Hiện tại là em có mối tình chính thức thì 3 mối tình. Thứ nhất là lúc còn sinh viên đại học, cái thứ hai là sau khi tốt nghiệp thì em có quen một bạn để mà hợp tác kinh doanh, nhưng mà vì lý do là mong muốn kết hôn sớm của bạn đó cho nên là em không thể nào đáp ứng được. Em thì cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Mối tình thứ ba là xuất phát ở quê nhà của em, nhưng mà hiện tại là chia tay bởi vì lý do rất đơn giản là do không có phù hợp về cái quan điểm sống á. Và hiện tại là em cũng đang mong muốn là tìm một người có những cái quan điểm sống giống mình. Sở thích cũng không cần phải giống nhau, nhưng mà quan trọng là quan điểm sống với lại cái hình thức hoạt động là tự do kinh tế gì, chứ không có phải là đi làm hoặc là không có kiểu như là không có chú trọng, không có quan tâm, không có tôn trọng cái việc tự kinh doanh của em. Cùng quan điểm sống là sao, cái này nó rõ hơn thế nào? Cùng quan điểm sống có thể là thế giới quan của họ, chẳng hạn như là đối với họ thì gia đình là như thế nào. Chẳng hạn như đối với em, gia đình là một cái tập thể lúc nào cũng ở gần nhau. Em không có thích việc yêu xa. Cái thứ hai là quan điểm với em là về
vấn đề về tiền bạc. Mình rất là thích tiền, mình cũng thích tiền, nhưng không phải là mình cứ cuộc sống của mình cứ quay quanh tiền. Chẳng hạn như là mình có thể dành một ngày ra 12 tiếng để kiếm tiền, nhưng mà còn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng còn lại là mình dành cho bạn bè hoặc là người yêu gì đó, chứ không phải là lúc nào cũng mình cũng xem quanh tới chuyện đó. Gia đình ở gần nhau nghĩa là ví dụ bây giờ mà gặp được người phù hợp là bạn đó về ở gì? Dạ đúng rồi, mong muốn gia đình em là muốn ở rể, tại vì hiện tại là gia đình em cũng có một chút gì đó gọi là của dư của ở. Là sao? Giải thích rõ cho mình việc này được không? Nghĩa là gia đình bạn hiện tại là có mấy người, mấy anh chị em, rồi sao mình lại cần phải ở gì? Xuất phát ở rể đây có không phải là gì, nhưng mà kiểu như là muốn có một người yêu ở gần mình á. Thứ nhất là em không muốn yêu xa. Là bạn nam đấy phải ở Tiền Giang. Các tỉnh lân cận sao? Lân cận thì cũng có sắp xếp nhất một tuần cho mình gặp nhau khoảng 2-3 lần gì đó. Không cần phải nhiều, không cần phải nhiều, nhưng mà phải sắp xếp được. Tại vì em là một người thích cái sự tương tác. Tương tác như thế nào này? Ví dụ mà bạn nam rất là hợp với mình, nhưng mà bạn nam nhà có mỗi hai mẹ con thôi chẳng hạn, thì người ta cũng muốn là mình làm dâu chứ. Thì mình có ok được này không? Chính để đó là sẽ sắp xếp sao. Tại vì theo em nghĩ á, ở rể hay không ở rể, quan trọng là nếu như mà bạn đó có thể sắp xếp được, cân bằng được. Chẳng hạn như là vấn đề ở rể là do gia đình em thích em ở gần, có thể tiện chăm sóc đôi bên. Còn nếu mà khi mà em trưởng thành có gia đình riêng thì em vẫn đảm bảo được cái việc là một tuần hoặc là hai tuần con về thăm gia đình khoảng 2-3 lần gì đó, thì mình có thể sắp xếp điều về hình thức. Thứ nhất là thời gian di chuyển nó nhanh. Cái thứ hai là bạn đó có thể chủ động được, thì cái vấn đề yêu xa hoặc lấy chồng xa thì hai bạn em nghĩ là thỏa thuận được, chứ không phải là cứ gò bó bắt ở rễ. Rồi ngoại hình thì sao này, cụ thể về ngoại hình là mình có cái mẫu hình nào hay là người nổi tiếng nào mà mình cảm thấy là mình thích cái ngoại hình như vậy? Còn chiều cao của bạn nam thì phải như thế nào thì ok? Hiện tại là em cao 1m6 thì em mong muốn là bạn trai của em thì từ 1m6 cho lên thì được rồi. Em thì chú trọng khá là nhiều về thể lực, giống như là ngoại hình bên ngoài, như là chàng trai đó ít nhất là cũng phải cao 1m6 cho lên. Cái thứ hai là đô con một chút để có cảm giác như mình được bảo vệ và che chở. Rồi ok. Rồi mình hoạt động đoàn, rồi mình từng làm MC là mình có thể hát hò là được đúng không? Dạ được chị. Rồi ok. Hôm nay thì sẽ là cái vòng casting đầu tiên thôi. Khi mà chương trình lựa chọn bạn này cũng như là tìm được người phù hợp cho mình thì sẽ có biên tập